chiều ngày 9 tháng 1, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quỹ Phú tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhiên năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Đoàn dự có ông Lê Văn Hậu, Phó trưởng ban dân vận quyền Quỹ Phú. Năm 2022, các cấp đoàn, hội trong toàn quyền Phú đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhiên tổ chức nhiều hoạt động phong trào có ý nghĩa thiết thực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chương trình phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của quyền nhà. Nói bật các cấp đoàn hội trong toàn quyền, thực hiện tốt phong trào thanh niên tình nguyện, các động xung kích bảo vệ môi trường và có chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được đoàn hội các cấp trong quyền triển khai rộng khắp bằng các việc làm cụ thể như hưởng ứng Tết trồng cây, gây chủ nhân xanh, đã ra quân trồng được 8.700 cây xanh, tạo bóng mát, các mới 19 căn nhà nhân ái cho đoàn viên nghèo, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 475 người nghèo, gia đình chính sách, hỗ trợ giúp đỡ 230 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra các chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng hành trong lập nghiệp, khởi nghiệp, đồng hành với thanh niên rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác chăm sóc, giáo dục, Thiếu niên Nhi đồng được các cấp đoàn hội quan tâm thực hiện tốt. Công tác xây dựng tổ chức đoàn, đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện thường xuyên và có nhiều chuyển biến tích cực. Trong năm 2023, các cấp đoàn hội trong quyền sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng tổ chức đoàn hội vững mạnh, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống nhân hóa, phát huy mạnh mẽ khát vọng bản lĩnh, vai trò tiên phong, xung kích tình nguyện sáng tạo của đoàn viên, hội viên, thanh niên. Cô vũ thanh thiếu niên thi đua, học tập, lao động sáng tạo, xung kích, tình nguyện góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đoàn thanh niên Cộng sao Chí Minh Quyền trao bằng khen của Ban thường vụ đoàn thanh niên Cộng sao Chí Minh tỉnh An Giang cho 4 tập thể và 3 cá nhân, trao giấy khen của Ban thường vụ đoàn thanh niên Cộng sao Chí Minh Quyền cho 5 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022